Xin chào cả nhà. Mình xin tự giới thiệu, mình là Lan. Tên đầy đủ là Bùi Thị Ngọc Lan, sinh năm 1970. Công việc chính của mình là nhân viên kế toán. Mình sinh sống và làm việc tại thành phố Hải Phòng. Hôm nay mình quay video này để chia sẻ lý do tại sao mình chọn Oriflame và mình đến với công việc Oriflame như thế nào. Khi mà lướt Facebook lúc rảnh, giống như bao nhiêu người ấy, thì mình bắt gặp được tin đăng của bạn Nguyễn Thị Kim Trang, bảo trợ đầu tiên của mình. Mình vô cùng biết ơn Nguyễn Thị Kim Trang đã cho mình biết đến công việc Oriflame. Sau khi có bài đăng, nhận được bài đăng đó thì mình lập tức là liên hệ ngay với Nguyễn Thị Kim Trang, vì mình rất đang muốn tìm kiếm một công việc làm thêm, mà lại thấy đang là một công việc làm thêm mà không đòi hỏi bằng cấp, không đòi hỏi vốn, chỉ làm vào lúc rảnh. Mình liên lạc với Kim Trang để đặt hàng trước đã, đặt hàng để mua lọ nước hoa để mình dùng để trải nghiệm. Và Kim Trang mở mã tư vấn viên cho mình, đặt hàng giúp mình. Bước đầu tiên mình chuyển khoản để đã thanh toán, rồi mình chờ nhận được hàng. Và khi nhận được thùng hàng ấy thì cái lọ nước hoa thì quá yêu rồi, mùi hấp dẫn lắm. Mình nhớ là mình đặt ngay cái lọ nước hoa Jordani Gold đấy, cái lọ đắt nhất. Và trong cái thùng hàng thì có cái quyển catalog của công ty, mà mọi người biết rồi đấy, quyển catalog của công ty thì màu sắc rất là bắt mắt, rồi lại có công nghệ ướp nước hoa trên giấy mà chưa từng ở đâu có. Mình thích lắm, mình cầm quyển catalog đi và mời bạn bè đồng nghiệp mua hàng ủng hộ. Và không thể ngờ được là mình cũng không nói là nguồn gốc xuất xứ, mình chỉ cần đưa quyển catalog ra rồi nó có cái tức là đang giảm giá đấy. Chị mua đi, em mua đi, thì mọi người mua hàng ủng hộ mình rất là nhiều, bán hàng dễ luôn. Thế thì sau đó thì công việc của mình có lúc cũng là có lúc thăng lúc trầm, và đúng như là mọi người ở trong hệ thống Oriflame của mình nói là mình tập trung cái gì thì cái đó phát triển, và mình không tập trung thì công việc của mình nó cũng đi xuống, và thu nhập thì nó cũng kéo theo. Vì có những lúc mình khi mình tập trung ấy, mình cảm thấy năng lượng rất là cao, và nguồn thu nhập với mình cũng khá là đã có một cái tầm mà mình thậm chí là hơn là mình mong muốn. Có lúc mà thu nhập đến 7-8 triệu, mà lúc đó thì mình chỉ kỳ vọng mình chỉ kiếm khoảng 2-3 triệu làm thêm thôi, mà không ngờ có những lúc mà cái công việc này nó cho mình cái thu nhập còn cao hơn công việc chính mình đang làm. Và mình yêu Oriflame vô cùng. Mình xác định Oriflame là tình yêu duy nhất của mình. Bởi vì trước khi tìm đến với Oriflame thì mình đã tìm hiểu một số công việc, nhưng mà đều là những công việc mà người ta đánh bóng, và mình sẽ phải cũng mất mát về phải đầu tư về tiền bạc, rồi mất mát về các mối quan hệ bạn bè. Vì là khi mà làm việc thì có những cái chiêu trò là làm cho mình kiểu như là bị mất niềm tin đấy. Bên cạnh đó thì mình còn đến với Oriflame, mình còn được biết đến hệ thống S21, mà ở đó đã cho mình rất nhiều bài học ý nghĩa về công việc, về cuộc sống, được giao lưu với rất nhiều bạn bè, chị em quý mến nhau như một gia đình. Và bên cạnh đó S21 còn có những bạn trẻ rất tài năng, họ có những học vấn cao hơn mình rất nhiều, nhưng họ luôn luôn tận tâm chia sẻ những bài học vô cùng là ý nghĩa, chỉ mong sao giúp cho toàn bộ mọi người trong hệ thống của mình có được cuộc sống giàu sang, hạnh phúc, vui vẻ và không bị áp lực làm việc, nhưng mà có phương pháp. Cho nên mình biết ơn vô cùng, biết ơn hệ thống S21, biết ơn công ty Oriflame. Chúc mọi người có lựa chọn sáng suốt. Xin chân thành cảm ơn.